Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ em trải qua hai mối tình rồi. Hai mối tình dài không bạn? Sâu dạ. Sắc không? Nói chung mối tình đầu tiên của em thì cũng hơn 3 năm. Tình thứ hai cũng hơn 1 năm anh. Lý do chia tay? Dạ nói chung là người con gái em quen thì nói chung em cảm nhận họ không có thật với mình á. Qua hai mối tình rồi em cũng cảm thấy là mất niềm tin với con gái. Tại sao là mất niềm tin? Mối tình đầu tiên của em là người đó chủ động với em tất cả. Là vậy tốt chứ sao đâu. Em cũng chủ dạ, động. Chủ động quen em, chủ động nắm tay em, chủ động hết tất cả. Chủ động buông tay em luôn. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi cuối cùng cái mối tình thứ hai thì sao? Dạ thì mối tình thứ hai người đó vừa quen em mà vừa quen thêm một người khác nữa chị. Trời. Là hai cái vậy là rồi là giờ là mất niềm tin luôn đó hả? Dạ. Cũng chắc hiểu rồi, hiểu câu chuyện của em rồi. Còn câu chuyện bên kia thế nào? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi bạn? Trước giờ thì em có đơn phương cười cũng nhiều lắm. Tại vì chắc em bị mê trai. Mê trai mà sao mê không anh nào mê lại hết trơn hả? Có nhưng mà nó không có song phương á chị. Dạ. Lúc này lúc mình thích thì người ta không đúng thích. Đúng rồi, gọi là theo tình tình vậy mà. Bên kia cũng một bi kịch, bên đây cũng một bi kịch. Trời ơi. Cũng dễ thôi, thôi giờ mình bỏ qua cái đó đi. Nói chuyện buồn quá, mệt quá. Em nghĩ là em bị một gái là em thẳng tính quá, với lại giống như bạn bên kia nói là không thích con gái chủ động á, mà em lại là người rất là chủ động. Chết. Tức là em thích một thời gian và em chịu không nổi là em sẽ nói ra. Nhưng mà nhiều khi người ta lại không thích như vậy. Có nhiều thứ mình tỏ ra mạnh mẽ quá thì con trai sẽ không thích. Không, chị thấy cái chuyện đó thì bình thường. Bây giờ nam nữ bình đẳng. Đây, để bạn trai giải thích nè. Thích thì mình nói thôi. Đối với mình á, là mình cũng thích một người con gái chủ động và mạnh mẽ. Nên vấn đề là bạn cứ yên tâm. Bây giờ mình chia sẻ chút xíu về những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Đúng rồi. Nói chung là em cũng đảm đang lắm anh. Công việc nhà là em cũng làm được hết. Như là nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, vân vân. Được, tốt. Giống tôi. Gì nữa? Dạ, em cũng thích chơi thể thao, thích đi du lịch. Dạ. Thể thao chơi môn gì bạn? Dạ, em chơi bóng bàn với bóng đá chị. Rồi. Dạ. Còn khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một xíu. Nhưng mà cái sự nóng tính đó của em nó rất là nhanh quên. Thí dụ em nóng tính với người yêu của em chẳng hạn, sau khoảng 15-20 phút sau đó em bình tĩnh lại, em suy nghĩ lại. Nếu như em sai là em sẵn sàng đi theo người đó, em năn nỉ. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là em quyết đoán. Còn khuyết điểm thì cũng giống bạn nam là em cũng nóng tính. Rồi em cũng dễ quên luôn. Tức là em nóng rồi xong cái em chửi ầm xà phèo lên, xong rồi sau đó em sẽ quên. Mình có đặt ra mẫu người bạn trai mình mong muốn khi đến với chương trình là như thế nào không? Bây giờ em thực tế hơn hồi xưa rồi. Hồi xưa thì em giống như mê trai mà ai mà được mắt đó là ào thôi. Còn bây giờ thì em muốn là người đó có một cái công việc ổn định, biết nấu ăn như bạn là em thấy thích rồi đó. Dạ. Em cũng muốn tìm hiểu về gia đình nữa. Mình cưới một người là mình cưới cả dòng họ của người ta mà. Nên là nếu mà cảm thấy không hợp hay gì đó thì cũng phải cân nhắc cái vấn đề đó. Là mình đưa ra tiêu chuẩn như thế nào? Bạn muốn gia đình như thế nào? Em không thích gia đình, không thích người Bắc. Thì bạn này là ok rồi. Còn nên là... Cái này không được, anh phải qua tranh cãi với em mới được. Cái này không chấp nhận. Ở đâu cũng vậy chứ á. Có người tốt, người xấu. Trong Nam, ngoài Bắc hay bất kỳ nơi đâu thế giới. Dạ. Em gái dễ thương mà. Nha, hứa với anh thay đổi đi. Dạ. Nha. Anh làm mai này kia, anh bên kia đẹp trai lắm. Hết mê trai rồi. Hồi xưa thôi. Rồi anh. Ok. Còn điều gì nữa không? Về vóc dáng bên ngoài. Cao hơn em để cải thiện nồi giống chị. Mình có cái chuẩn nào mình đưa ra không? Không, em thì cũng dễ tính lắm chị. Nhưng mà tại vì có một cái là em hay nói chuyện theo kiểu là bắt bẻ người khác á. Nên là nhiều khi bạn kia bạn hiền quá thì nhiều khi em sẽ bị chán. Có thể bạn nó lanh lanh một chút xíu. Rồi, bạn nữ chia sẻ vậy thì nãy giờ bạn nam cảm thấy như thế nào? Em cũng lanh lắm chị. Lanh không? Dạ lanh chị. Bác rồi. Sĩ mặt lanh. Lanh mới tư vấn được nhiều bệnh nhân, mới làm được nhiều tiền với chị. Đúng rồi. Rồi, mong muốn của em tìm một người yêu thế nào? Dạ thì nói chung em dễ lắm anh. Thì em cũng muốn tìm một người cao khoảng 1m55 trở lên. Dễ dễ nhìn xíu. Nhưng mà đối với em á là điều quan trọng nhất á là xác định yêu nhau rồi á là phải thật lòng với nhau. Rồi. Em chỉ cần một người thật lòng. Dạ. Mất niềm tin lần nữa là dạ. Mệt lắm á. Chào em, cùng quê chị đó. Hôm nay là anh Linh có đăng ký khám răng hả? Thế sao mặc áo blue lên đây? Dạ tại
nãy em đi qua đây cũng gấp á chị, rồi nên em đang làm bận đang làm đi qua đây luôn. Anh tính để hồi cho cô kia bất ngờ. À vậy em hả? Hỏi cô kia hết bất ngờ, hồi cô thấy tự nhiên có bác sĩ xuất hiện cô bất ngờ. Đâu có diện hồi cái này lại cũng bất ngờ nè. Đó anh hồi vậy mình bất ngờ. Em bình lên cỡ. Làm vậy đó. Bây giờ em làm lộ ra rồi hết làm rồi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình đến với chương trình là mình có dự định là nếu mà được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân gì không? Dạ nếu như được thì có lẽ là qua Tết hoặc là cuối năm sau á chị là sẽ tiến đến hôn nhân. À mình lập nghiệp ở thành phố luôn hay là mình về quê? Dạ thì tùy theo bạn nữ nữa chị. Là mình đi theo bạn nữ cũng được luôn? Dạ. Ủa sao dễ vậy? Bác sĩ làm đâu cũng được. Anh hiền quá ha, mặt mày hiền lành. Ủa nhưng mà mình có tật xấu gì không? Bác sĩ nha khoa nhưng mà em có hút thuốc nhưng mà em hút ít à. Nhậu nhạt gì dữ không? Dạ không, nhậu thì em thua. Em uống khoảng 1-2 ly để xả dao thôi chị. Rồi, được rồi, vậy rồi. Là ổn lắm rồi. Đơn giản vậy thôi, cho gặp người thân đi. Hôm nay mình có đi chung với ai không? Dạ em đi với anh họ của em. Anh họ của em. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Anh thấy là bạn này ok đó em. Hai bạn này hiền, hai bạn có thể sau này là tương tác nhau được nhiều hơn á. Hiền mà tương tác là tương tác cái gì anh? Thì một bên nóng thì một bên phải hiền, bên hiền bên nóng. Nó mới tương tác được chứ còn lại hai cái nóng quá thì nó bể. Không, anh bên kia nãy anh cũng nói anh nóng lắm à. Anh nóng nhưng mà khi mà Thúy nóng thì anh sẽ hiền tại vì anh là bác sĩ mà. Đúng rồi. À, đúng. Nói đúng đó, cảm ơn anh. Rồi. Bác sĩ mình có bác đi sĩ có với đi ai không? Bác sĩ nào nữa không? Dạ em đi với bạn thân của em ạ. Thân lắm không? Dạ dạ sống chung từ nhỏ lớn. À, thân ai thấy lo là mệt lắm. Chào anh Linh, chào rồi, chị. Chào các bạn. Chào quý vị khán giả. Thì hồi nãy giờ ngồi dưới đây á nghe bạn gái này nói chung với sở thích với Quốc, hoàn cảnh cũng giống Quốc, rồi tính tình thì cũng giống nữa, thấy ok đó Quốc ơi. Thấy ok đó. Rồi được rồi, cảm ơn bạn thân luôn. Chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Bắt đầu. Dạ anh đang đến có món quà này. Cảm ơn. Em cảm nhận về anh như thế nào ạ? Em thấy chắc anh không nóng tính đâu, không nóng bằng em đâu. Nói chung á là anh nhịn cũng tốt lắm em. Kế hoạch mình hẹn hò hay là mình con cái sau này như thế nào? Hồi nãy anh nói là năm sau hả? Dự định là như vậy thôi, còn một phần là tùy thuộc vào em nữa. Không mà ý là nãy giờ nói chuyện á, em cảm thấy có rất là nhiều điểm chung. Giống như cái chuyện là năm sau, cái em cũng muốn năm sau. Thật ra là em đã định trước như vậy. Nói năm này em cũng tưởng tượng lắm. Không, thật ra là từ nhỏ luôn rồi. Từ nhỏ là em đã xác định là em muốn có con trước 30 tuổi. Xong rồi em xác định luôn là 27 tuổi em sẽ lấy chồng. Không, xong tới mức mà em nói 27 tuổi mà mẹ em nói là thôi 25 đi con. Cái em cũng không chịu luôn. Vậy là anh này nói em chịu đúng không? Dạ, nên là anh này nói năm sau là thấy sao mà trùng hợp như vậy á. Nhưng mà giờ ví dụ như là mối tình này nè mà thành nè là coi như nãy giờ là ai cua ai, là ai nắm tay ai trước? Không, từ từ này để em đi chị. Ờ vậy đi, để em chủ động tí đi chứ. Để ta nắm em lại. Dạ dạ đúng rồi. Đây này để em nắm để em giữ lại luôn. Đúng rồi, chứ để người ta nắm em cái người ta buông ra cái mất tiền rồi. Bây giờ bước lên gần qua, bước lên gần mình chủ động một lần xem sao. Nhanh lên, cái này quan trọng lắm nha. Lãng mạn vô nha. Đúng rồi, chờ xin phép nắm tay em tí. Nắm tay mà sao giống bắt tay quá. Nắm tay tỏ tình chứ phải bắt tay. Hai người nhìn thẳng mắt nhau không có nhìn ra đằng sau. Hãy nói với nhau những lời yêu thương nhất. Bắt đầu. Thôi cố gắng cuối năm sau hai mình cưới em nha. Em gái rồi. Em gái nói thế nào? Dạ em sẽ cố gắng. Vậy thôi hả? Thôi được rồi. Thôi bu lên đi. Cảm giác mình lần chủ động mình nắm tay người ta mình thấy sao em? Em thấy có cái gì đó nó ấm áp chị, giống như em rồi không biết diễn tả sao. Còn bạn gái thấy sao? Như lần đầu em được vậy á. Lần đầu tiên luôn á hả? Nói giờ toàn nhào vô nắm người ta không hà, hiểu không? Lần này được, lần đầu tiên được nắm luôn á. Suy nghĩ thật kỹ nha. Không phải chuyện chơi nha các bạn nha. Bấm nút là chúng ta đồng ý để tiến xa hơn. Và các bạn bắt buộc phải hôn lên sân khấu. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ chính thức rồi đó.
chính thức chúng ta hẹn hò nhau. Hãy hôn một cái hôn kỷ niệm lần đầu gặp gỡ. Ôi anh ngại lắm anh. Không có ngại. Đã bấm nút là tôi đã giao rồi mà. Nào, hôn không có gì. Hôn bác sĩ. Trời đến hôn em. Không gì đâu. Hôn rồi anh, hôn rồi. Nhẹ nhàng, tôi đếm tới 1, 2, 3 mới buông ra. Nào, bắt đầu. 1 2 2 rưỡi 2 chút chín. Sao bạn gái? Cảm giác sao? Thích hả? Thích là được rồi.